dễ thương quá, rảnh lần cái ồ nhau đi. À, bữa nào rảnh thì đi chơi Bữa tôi nào coi rảnh đi bữa. chung không? Đi, tại vì đi thì em đi chứ chị rủ em rảnh em đi liền. Chứ nhiều khi Không rảnh em cũng ờ muốn làm ok. từ thiện mà. Em thì anh hay đãi ra em làm từ thiện quá, ai nói gì em cũng giúp hết á. Không cái là em không có đi tới nơi thôi, nhiều khi em bận quay nè. Đúng rồi, thôi mình tùy duyên ha. Dạ, chứ còn nói giống như Trung Võ hay là ai nói là cái là em nói thôi thì chị không đi được thì chị gửi thôi. Em cũng khoái đi từ thiện mấy chỗ vậy lắm chứ. Vô cầu Tại nghĩa vậy. địa má. Ê, trong đây vô đường đi, vô đi kia địa Chỗ điểm nào mà nghĩa địa, vô nhà của cô thấy Thanh Thế sợ cũng thì nghĩa luôn địa. á, đi mà nhát chân nha. Ủa nhà cô Thanh Thế luôn hả chị? Lát đi Đúng Thanh rồi, Thế lát luôn. đi luôn. Đang quay phim cho Vũ Hồng Cảng á. Xong rồi cuối tháng em đi Úc rồi em qua thăm con em. Nhớ nó rồi ha. Trời em nhớ chị Ủa, ơi, trước giờ được Tết không? giờ em chưa có đi á. Giờ được không? Nó kẹt ba vụ phim nè, trước Tết tới giờ bỏ con rồi, Ở nhớ thiệt, quá cho nó về 2 đó. tuần. Tới rồi. Tới chưa? Chắc chưa. Cái khu này Mày chắc có xe hơi tới được xe không hơi nha. được không? Mâm chắc Thôi tới. thôi thôi thôi. Thôi đi bộ đi rồi chứ Ông mày bộ kêu, nghe ông nó cũng kêu. vậy này. Chứ ông nói rồi. Ủa cái dàn nho trước cửa thấy thương vậy? Ủa chú? Chú ở với ai? Chú bả mà bả về với thằng con ở dưới Bình Thạnh rồi. Bả về bả lo cho nội. Đồng hồ vô đây đi quý vị. Dạ, tội nghiệp quá. Nó đây nè, đây nè. Nó chú đi xuống. Mất một cái nhớ. Nó làm đi lên đi xuống cảm giống này. Trời ơi tội nghiệp, tôi nói giờ là mình mượn ghế ngồi. Không có đủ ghế. Không có đủ ghế nữa đó. Có hai cái ghế à. Để tôi mượn thêm mấy giá cái nữa. Mấy hồi 400 người hả? Rồi vô đi mấy con. Dạ, tôi là 4 người. Ngàn con chim dữ vậy? Đuôi chim hả chú? Thì mới già rồi thì thích thích nuôi chơi vậy đó. Khoan, để con đeo cho chú này, để chú nói cho nó rõ. Chú ngồi đó đi. Rồi rồi, để qua mượn thêm ghế. Để chú bước qua cái nhà kế bên dạ, mượn. Dạ. Con mượn cho chú ngồi đi. Cô hai cho mượn mấy cái ghế cô hai ơi. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn nhiều lắm nha. Có mấy người khách trợ vô thành phố lên thăm. Đúng không? Dạ. Với lại là vi phụ. Dạ, còn thì mời tụi em là nhớ Ngũ Long Du Thiết. Cô này là con của Phi Thọ hồi xưa đó. Rồi, cô này. Rồi, rồi, rồi. Trời ơi, bữa nay là Tết. Tới nhà của chú thì chú mừng lắm đó. Dạ, dạ. Rồi, rồi, con mời ngồi đi. Lấy cái ghế ngồi giữa nhà đi cho. Chân này nó bị yếu nè, cái khớp gối đi cảm vấn đề. Trời ơi chú, giờ chú vậy mà còn chạy xe được là ngon lành nha. Cũng phải ráng đi làm kiếm cơm chứ không làm ai nuôi mình đâu. Thằng mà... con nó cũng khó khăn quá, nó đâu có giúp đỡ gì nhiều được. Nhưng mà chú nói đi làm là làm gì? Thì như dạy ca cổ đó. À, ở đâu rồi chú? Cái nghề của mình dạy như Bình Tân á, Bình Chánh đó. Ôi, đây chú... xuống dưới gần 20 cây số. Trời, chú chạy xe hả? Mà phải chạy xe này xuống. Dạy rồi chạy về. Từng đi 2-3 ngày với con. Rồi nè. Rồi rồi dạy một lần vậy được như tiền hay là tháng? Học trò nó đóng tiền. Dạ. Rồi chú mới chia tỷ lệ lại coi nhà văn hóa còn nhiêu mình xài nhiêu. Nhà văn hóa à. Tức là nó đóng tiền cho mình chứ không phải đóng cho nhà văn hóa. Dạ. Rồi mình chia tỷ lệ mà phần trăm cho nhà văn hóa. Dạ. Chú nhưng... dạy xin nhà văn hóa. Đúng rồi. Con hiểu rồi. Nhưng mà được nhiều người không chú? Cũng khoảng chừng 10 đứa trở lại à. Dạ, là ca hay là đờn? Ca, không có đi mà không có dạy đờn, chú dạy ca không? Dạ. Mà bây giờ tâm lý hả, nó mới biết ca chút chút rồi là nó đi ca mất hết chứ nó cũng không có ở với mình. Dạ. Hồi xưa mình học mình theo nghề luôn. Dạ. Còn bây giờ tụi nó học là để biết ca thôi, rồi đi ca mấy tụ điểm nó ca thôi. Trời ơi, hèn chi 70 mấy tuổi mà ông cái giọng sang sảng luôn đó, trời ơi giọng tốt quá. Nhờ hồi nhỏ đó, đi đó, không có rượu về, dạ. Không cà phê thuốc lá tới bây giờ cho nên cái sức chú mới còn chứ thôi là sụm bà tre rồi. Dạ. Đó. Hồi đó chú đi nhiều đoàn cải lương không? Đi nhiều cũng là 10 mấy 20 đoàn. Cải lương gì chú nói con nghe thử. Hồi xưa hết á, dạ. Hồi mà đầu tiên hết là đi đoàn Hương Hoa của ông Bầu Sinh. Dạ. Ông chết rồi, dạ. Lâu lắm rồi. Đó là hồi đầu tiên chú đi cái đoàn đó đầu tiên. Dạ. Rồi sau có đi cũng nhiều đoàn mình không nhớ hết. Nhưng dạ. Mà sau cùng gần giải phóng đó dạ. Là đi Giả Lý Hương. À. Đó. Dạ. Rồi tới giải phóng. Rồi giải phóng rồi đi đoàn Hương Mùa Thu. Ồ dạ. Đó, Hương Mùa Thu rồi sau Hương Mùa Thu rồi chú mới nghỉ luôn tới bây giờ. Ồ. Rồi mới mở lớp dạy thôi. Dạ. Bây giờ lúc đó mình thấy là bây giờ đi sức mình không có. Dạ. Mình dạy thì có thể mình tới luôn một chỗ nào đó thì được. Dạ. Đó vậy đó. Rồi chú. Thì vậy nhưng mà bây giờ ở đây cũng có người học ca cổ nhưng mà điều ở đây học trò ít lắm, không dạ. Có ít. Cái kiểu cũng như chú nói là biết ca chút chút rồi đi ca thôi. Nó dạ. Không cần học nữa. Dạ. Hồi xưa mình học theo nghề.
mình học cho tới nơi tới chốn, học phải mấy năm, còn bây giờ nó không có học vậy. Chú, học. Rồi bà xã chú có làm gì không? Bà không có làm gì hết. Bà chú hồi đó bà có đi diễn gì khai không? Bà mới dân ngoài, ngoài hả? Dân ngoài. À, rồi chú được mấy người con? Có một thằng trai đây nè. À, hình nó với vợ nó đó. Dạ. Đó, ở đó bả nè, bả đứng bên này nè, bả mang áo xanh đó, lâu dạ. Chụp lâu rồi bả còn trẻ. Mà đó. Cái nhà này là chú ở lâu chưa? Nhà này ở cũng cỡ hơn 10 năm. À, chứ lúc trước ở đâu? Lúc trước thì ở dưới Bình Thạnh, ở gần thằng con đó. Bình Thạnh dạ. Ở phường 7, phường 7 Bình Thạnh, ngã tư cái quéo đó. Cả tư cái quéo đó. Dạ. Cả tư cái quéo với quéo là Nguyễn Đậu á. Dạ dạ, con biết. Nguyễn Đậu với Hoàng Qua Thám, Nguyễn Đậu. Vậy mỗi một tuần chú dạy mấy ngày? Ba ngày con. À, ngày. Trung bình tháng. Đó như ngày mai đi đó, mốt đi bữa kia 3 ngày đi liên tục. Cái chi phí của chú được không? Nói chung là cũng đắp đủ qua ngày à con. Một tháng chú được nhiều. Chục mấy triệu chứ không có nhiều con hơn. Cũng chi phí gói ghém cho nó đủ vậy. Mà con. Buổi trưa vậy cái chú chạy xe đi dạy vậy đó hả? Tới chiều tối mới về. Đi xuống dưới thì nói là ngay học trò nó lo cơm nước cho mình ăn. Nhưng mà chú dạ. Đi đường nguy hiểm, đường thì bởi vậy nhưng mà bây giờ nói con nghe, bây giờ mình có cái nghề duy nhất là cái nghề này thôi. Dạ. Mà bây giờ ở đó nó còn có học trò thì mình cũng phải ráng mình chạy xuống dưới mình dạy thôi. Ở đây có gần nhà văn hóa đây mà không có. Có, ở đây học môn dạ. Cũng có nhưng mà cái học trò bởi nó nói chuyện với cháu nhiều đứa học trò tại sao thầy không dạy trên đó mà thầy xuống dưới này. Mà xuống dưới đó thì nó còn có học trò lai rai. Còn trên này thì không có học trò, trên này cái kiểu nó biết ca rồi là nó đi ca không à, dạ. Nó không có học nữa, con hiểu rồi. Kiểu gì đó con. Ở đây nè, con vô con nhìn thấy mấy cái sách vỡ rồi tôi nói hả? Cũ, bài, dễ sợ. À, bài ca là... Đó là cái gì hả chú? Bài ca đủ thứ hết con ơi. Mấy cái bài ca đó chị Dung. Bài ca trên này còn nhiều nè, bài ca này, bài ca đang dạy nè. Rồi chú có viết không? Thì chú đánh máy đàng hoàng. Trời, bài ca bây giờ khác, hồi xưa chú đi học là phải viết tay. Còn bây giờ mình đánh máy rồi phân nhịp rồi đó kỹ lưỡng rồi mới dạy. Nhưng mà ý câu hỏi chú là chú có viết ra bài ca Tân Cổ Giao Duyên không? Có thì chú cũng viết một số bài. Dạ dạ. Nhưng mà bài nhiều nhất là bài của các tác giả khác. Dạ con hiểu rồi. Chứ bây giờ nói chung là cũng không có thời gian ngồi viết con ơi. Dạ, cho nên là thôi. Hồi xưa là chú đóng kép hài hay là kép mùi, kép chính. Kép mùi luôn hả? Chính là mùi. Ừ, kép mùi. Chú đóng chung với ai? Cho nên hồi đó thì mình nói cận nhất là sau giải phóng đi dạ. Là hát Đội Hương Mùa Thu đó, chú hát với Ngọc Hương đó, Ngọc Hương dạ. Vợ của Thu An đó dạ. Chú với Hoài Thanh rồi đó dạ. À, rồi. Cái tuồng Gánh Cỏ Sông Hà là cái tuồng đó chú hát nhiều nhất dạ. Chú đóng gì? Gánh Cỏ Sông Hà giống hai vai chú đóng hết, Lê Nhu, Trần Vinh, hai vai đóng hết. Lê Nhu là đứng trên đứng đó phải không? Đúng rồi, dạ. Hai vai đóng hết dạ. Tại vì lúc đó giờ là giờ chú nè, giờ còn nhớ cái đoạn nào chú ca một hai cơ câu nghe chơi nói không? Lê Nhu. Nghỉ mệt chút đi chú mới. Cái mà chết không? Đứng đi chú. Đúng rồi. Ông chú nhớ cái nào chú ra chứ vậy rồi cần cái đó. Cái giọng của chú á, nói chuyện trong điện thoại mình không có nghĩ chú ở ngoài yếu vậy. Lụm cụm. Lụm cụm già. Nhưng mà cái giọng đó còn ngon là giọng tốt quá. Cho nên cái giọng còn hướng dẫn được con, còn dạ. Hướng dẫn cho học viên nó ca được. Cái lực cái hơi còn đẹp quá ha. Cũng nhờ chú hầu nhỏ cho không uống rượu, không có trát tán cái. Dạ. Cái hay nghề này ha. Mà trát tán là mau tiêu lắm. Hay ha. Mau tiêu. Vậy đó. Kinh tế của mình á, bắp bên chú này là cũng ổn định. Bây giờ nói chung là thật sự bây giờ là nó không ổn định con. Cũng cái bây giờ cũng lấy lất qua ngày vậy thôi. Bị học trò nó có lúc đông lúc ít. Dạ, nó bất thường. Bởi vì mình không có ăn lương gì của nhà nước hết. Dạ. Học trò đông. Số lượng học trò. À, học trò đông thì mình đỡ chút mà học trò ít thì mình cũng chịu thôi. Dạ. Nhưng mà mình dạy vậy là một khóa hả chú? Khóa có, tháng có con. À. Ví dụ một tháng một đứa cao lắm vài trăm mình chứ không có nhiều mình. Ủa. Nó cao quá là nó không vô được mấy triệu. Còn khóa thì tương đối nó khá hơn, khóa được 2-3 triệu một khóa dạ. Một khóa học 2-3 tháng à, ví dụ chú quy định một khóa là 3 tháng bà à, ai không học thì chú rồi bà xã chú không có làm gì hết trơn à? Bà không có làm hồi đó bà dân mua bán thôi, bà mua bán dạ. Con chú làm gì? Thằng con chú thì nó cũng là dạy học thầy giáo. Có vợ có con. Vợ có đứa con gái rồi được 8-9 tuổi ở chung luôn hả chú? Không, bà thì ở với chú còn nó ở riêng ở dưới Bình Thạnh á, hai chồng nó ở dưới rồi bây giờ nó có đứa con rồi bà chạy lên chạy xuống vậy đó dạ. À. Cũng có phụ phải không, có phụ chưa cho ba thì lâu lâu nó cũng cho chút đỉnh vậy thôi dạ. Bởi vì là nó bây giờ nó cũng có gia đình, nó có vợ con thì bây giờ nó giúp đỡ mình được nhiêu hay nhiêu thôi chứ mình đâu có bắt buộc nó được. Trời đất ơi, cái tờ giấy đó là coi như là ủ kỵ như mối nó đã ăn một hết luôn à hen. Đây là con coi chị. Con coi cái đống này nó có một cuốn con của em cũng nhỏ nhỏ đó nè, một có cái hình hát ca đó mà bây giờ nó dính một con lấy hết cái đó ra lên coi.
Để hết mấy đó đi. Có cái âm có cái bung lớn nữa. Chú ơi mấy cái này sư chú không giải tán đi để nó mục quá nè. Bởi vậy. Trời ơi chú không có thời gian con ơi, bởi vậy cho nên nè nó quen ố luôn rồi. Ừ. Ủa mà chú à, ngày nào phi dạy hết hay sao? Từng dạy 3 ngày con. À. Mai mốt vừa kia đi đó. Dạ. Có cái hình cảnh những bài tân cổ được yêu thích nhất thế nào chúng. Để vũ tổ dần trang. Ờ 2008. Nè, ổng hồi xưa đây nè. Trời ơi. Ngon lành nha. Ờ đó đó có bụng đó là có hình lớn đó. Đây nè, chú nè đúng không? Nè, ổng nè. Dạ. Lúc này là bao nhiêu tuổi ta? Chắc lúc đó khoảng 5-7-60 vậy con. Dạ. Khoảng đó. Nè có cái quyển nào mà thấy nó cổ cổ cái đó hả? Ừ, cái này còn mới. Đây nè, cái giống ngay không ta? Đó chú đó, đúng lắm, cái nhà bị ngang nhỏ quá, bị dài thì có dài, bị ngang, cái trần đúng rồi, trần nó thấp nữa. Ờ. Chú ở dưới gác hả? Không, ở dưới cái gác không có đâu, lắp phong mình để cho sao chứ, ở gì nổi. Nhưng mà đây mưa có bị ngập đường, ngập xá gì không chú? Có chứ, đây nè, nó lúc cách đây mấy năm thì cái mặt bằng nó ở đây, cái đường nó thấp lắm. Dạ. Rồi sau này nhà nước mới cơi lên 4-5 tấc đó, bây giờ bởi ngoài cao mà trong thấp là vậy, thành ra mưa ngoài nó đổ vô. Thành ra mưa lớn á, mưa nhỏ thì không sao, mà mưa lớn chú phải ra chú đứng chú cành tát nước ra suốt vậy thôi. Tội nghiệp luôn. Trời ơi bởi vậy khổ lắm. Đó một mình về chợ đêm hôm là chú khỏe lắm. Là đau xương khớp. Ờ. Đau cái xương khớp. Chú là đau xương khớp, ngoài xương khớp là còn gì nữa không? Tiểu đường, huyết áp. Đó. Mấy người già giờ hay bị ví dụ dạ, đó. Đúng rồi, chú bị tiểu đường 6-7 năm nay không đó. Không mượn. Dạ. Ngày nào cũng uống hết, ngày ba liều vậy đó, bác sĩ cũng gần đây một ngày là chú phải uống 3 liều tiểu đường huyết áp, uống hoài không, bác sĩ kêu là phải uống liên tục không có ngưng được. Bảo hiểm chú lúc trước chú đi chú bị rớt cái bóp mất hết trơn rồi, chứ bây giờ xin bảo hiểm lại nó khó quá, ở đây nó bây giờ nó dễ dàng lắm chú à. Bây giờ thành ra chú mua cứ coi như mua ở ngoài uống không con ơi. Thôi ơi chú ơi, có bảo hiểm đỡ lắm. Thì bởi vậy bây giờ người ta nói là hễ mình có chơi căn cước công dân là mình mua được, chú ơi, ở đâu cũng được, ngoài Hà Nội cũng được. Bây giờ giờ chú không có căn cước công dân, cái chứng minh cũ chú bị mất luôn. Trời ơi, chú làm lại hả? Chú bây giờ tại vì chú thấy mình bây giờ lớn tuổi quá rồi, bây giờ mình đi làm cũng mà không phải chú phải làm ở tuổi gì chú cũng không mà mày quay xã này nói chung là nó cũng khó lòng lắm, nó không phải như... tự chú có chứng minh dân con sẵn là con tặng chú cái bảo hiểm. Tại vì bà nhà con là người ta mướn, bà nhà ba, người ta mướn chỗ nhà con để người ta bán báo giấy bảo hiểm. Mà phải chú có giấy tờ căn cước mới được. Con chú không có giấy tờ không có. Trời ơi, thậm chí do hôm trước á, chú bị mất hết cái bóp. Chú mới ra xã, chú cớ, có giấy cớ. Dạ. Rồi vừa rồi công an xã nó vô, nó lấy cái giấy cớ ra nó làm việc rồi cuối cùng nó bị đổi đi mất, nó cũng không trả lời mình. Rồi hổng trời vì con nói thiệt cho mấy cháu thương là vì mình lo cái cơm áo mỗi ngày nè. Dạ. Cho nên bây giờ trước mắt mình cứ kiếm cơm đi. Còn cái chuyện lên từ từ tính cho giờ, bây giờ cái đó ra đâu nuôi sống mình liền bây giờ được. Dạ. Mà bây giờ mình dạy mình mới có tiền. Dạ. Đó cho nên là phải ráng đi là vậy đó. Hộ khẩu có không chú? Hả? Hộ khẩu. Hộ khẩu cũng không luôn. Không luôn, không có gì thôi. Vậy thì mình nói giờ chú không có làm chứ căn cước gì luôn mà. Rồi vô là mình toàn là mua ngoài không vậy đó. Mua ngoài không. À cái này chú phải ráng làm cái căn cước đi. Có cái căn cước đi chú, tại vì con thấy má con lớn tuổi rồi mà má con cũng phải làm căn cước đó. Má cũng nói thiệt cháu thì cũng muốn lắm chứ, mà quyền lợi của mình không muốn sao được. Nhưng mà bây giờ con cái là vấn đề đó mà ra xã rồi phải đi tới đi lui, cực lắm. Ở đây ra xã mà, xa hả chú? Cũng không xa lắm. Nhưng mà bây giờ bị con công chuyện của chú dạy nè, tới tấp rồi đó. Bây giờ ngày mai dạy là bữa nay phải chuẩn bị ca cho ông trò rồi. Dạ. Bây giờ nó học siêu bữa nay, tuần này mình dạy nó bài này rồi tuần sau mình phải dạy bài khác. Dạ. Chứ một bài dạy hoài là nó chán. Dạ, đó, thành ra mình cứ làm mới hoài. Làm giáo án. Đó, bài ca chú làm sẵn hết đó, chú để đó con thêm. Trời. Đánh máy, gạch dịp, nghiêm chỉnh. Chỗ chú làm ra thì cái này cũng dễ. Cái đó cũng là cái đam mê của mình. Đúng rồi, thì tại vì vậy mình đi từ hồi nhỏ tới giờ mà. Dạ. Bởi cho nên chú giái với tội nghiệp, nếu mà còn sức, còn hơi, cứ làm. Chừng nào không làm được nữa, lúc đó tính sao. Dạ. Đó. Mà bây giờ thì chỉ duy nhất nhờ vậy mình làm kiếm cơm thôi con. Dạ. Chỉ nhờ vậy thôi. Cái vậy nè, con gửi chú nè, lấy động lực, gửi chú chút quà, với lại gửi biếu chú hợp yến. Ừ. Dạ. Ăn cho khỏe chú ạ. Cảm ơn. Đồng hành với nhóm tụi con là có, thì này là có
bên nhà DRH của gì? Dr. Quy, DRH Quy, DRH của Quy. Clinic Beauty Clinic DRH. Ừ. Rồi bạn Đức, bạn Đức là cũng đồng hành với nhóm. Dạ, cũng là hành trình cùng với tụi con đi từ thiện cho những nghệ sĩ. Yến của bên D7. Dạ. Chú không thuộc cái lên lên luôn chú chạy. Chú ca cái ca gì cũng được. Con ca tên con gì hơi mấy cái điều lý. Ờ, điều gì cũng được, chú muốn ca gì chú ca à. Tại vì á còn hơi quá trời mà. Để ca một câu trong cái gánh cỏ sông Hoàng đi. Dạ. Thu Ngọc Hương là chết lâu rồi. Chết lâu rồi. Thu An chết trước rồi tới bà chết. Hồi xưa là con mê gánh cỏ sợ Hương Ngọc Thu là có Hiếu Liêm đó. Hiếu Liêm. Hiếu Liêm nó đóng vai ông già Đinh Ma Dượng rất là hay. Dạ. Ai nói năng nghe là ông là ai tên tuổi chi là con Ngọc Hương ca đó. Dạ. Bà ơi, tôi không phải là người ta cũng không tên không tuổi, mà chính tôi đây là một con thú điên đang bơ vơ lạc lõng giữa dương trần. Mà ai ai cũng lánh xa tôi như kinh sợ tử thần, ngay cả kẻ ban cho tôi quyền vị cũng khinh tôi bất tài và xua đuổi tôi đi. Nhưng biết đi đâu một thân trơ trọi, tôi phải lần về nơi xóm cũ làng xưa. Rồi tôi dừng lại nơi đây, cái nơi mà nắm đất lạnh đã vùi chôn mãi mãi cội tùng già. Này quá, nghe cái nhớ liền rồi. À, Trần Vinh. À, lúc nó trở về đó, nó hối hận đó. À. Mà con biết lúc đó Hương Mùa Thu chỉ có cái tuồng gánh cỏ không sông Hàn mà hát hoài. Dạ đúng rồi. Hát thiết khán giả ta thuộc luôn đó. Dạ. Mà ta vẫn coi. Dạ, bởi vì cái giai nào cũng hay hết. Dạ. Mỗi giai nó hay một cái khác nhau. Đó như là cháu nói với Thiếu Liêm đó. Thiếu Liêm nó đóng giai Đinh Ma Dự. Ông già mà hay. Rất là hay. Dạ. Giờ nhóm tụi con bữa nay tới thăm chú. Mà thấy chú cũng chật vật quá. Nhưng mà mong rằng cái clip này khi mà lên thì mọi người coi hiểu được chú Vũ Phương Anh ngày xưa là đóng nếp chính của đoàn này đoàn kia, người ta sẽ giúp đỡ cho chú, cũng mong là như vậy nha chú nha. À. Khi nào ủa mà nhà chú có biết mở mạng rồi coi cái chương trình của tụi con không? Không, chú chỉ mở tivi coi bình thường không à. Tivi chú không biết, chú không biết coi YouTube hả? Không có. Trời ơi. Điện thoại của chú á, không coi thì phải biết phải chú à. Chú biết có ai có cái coi tụi con khi nào phát cái chương trình của chú nè, cái điện thoại. Chú tới lấy điện thoại. Chú xài cái này nè. À, thầy đâu có xài được điện thoại thông minh bây giờ. Thầy nè, mai mốt ở lối xóm này có ai có thì chú nói tụi con nói, tụi bữa nay là lên clip của chú nè, thì chú nhờ người ta mở cho chú coi. Dạ, thì biết đâu bạn bè chú và thấy chú vậy thì sẽ có người giúp đỡ cho chú. Nghe chú nha, con là mong chú có nhiều sức khỏe, hơi hám còn ngon lành để dạy cho lớp trẻ sau này biết về nghệ thuật cải lương. Dạ. Thì tiếp theo thì chú cũng xin cảm ơn Phi Phụng cũng như ba cháu luôn. Dạ, trong nhóm tôi coi là nhũ nhớ ngủ lắm. Không quản ngại khó khăn tới tệ xá cô chú để giúp đỡ chú mà để biết chú nữa, ra cái qua gia cảnh của chú vậy đó. Thôi thì đó là chú rất là cảm động, không có gì hơn bằng hết. Cái tình cảm này rất là quý. Nhưng mà con hỏi chú nhà này là mình mướn hay là của mình? Mua. Ồ, cũng đỡ của chú. Đỡ, của chú nào đỡ, phải mỗi tháng mà. Đúng rồi, bây giờ chứ nếu mà mỗi tháng nữa thôi là không có đủ xài đâu, rồi. Không có tiền xài. Như dù sao chú cũng được một cái ngôi nhà. À, đó, rồi. Dù nhỏ như cũng có mình. Đúng rồi, nhỏ lớn như cũng là nhà của mình. Đúng rồi. Cho thầy bắt tay lần đi. Dạ, rồi. Chú chúc chú sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn Phi Phụng, cảm ơn mấy cháu nha. Ờ, rồi. Cảm ơn cháu này luôn nha. Chừng này chủ yếu lắm. Chứ đó là mấy cháu nghĩ tới những cái người mà người ta đã lớn tuổi, mặc dù bây giờ ta không còn như hồi xưa, nhưng mà tới cảm thấy mà, cái đồng còn đồng nghĩa còn nhớ tới mình. Cái đó là quý đó con. Dạ. Quý cái chỗ đó. Dạ. Tiền bạc thì tụi con không có bao nhiêu, nhưng mà đúng rồi, cái đó mới quý đó. Dạ. Cái đó mới quý. Chú ở nhà nghỉ ngơi đi, khỏi có đưa tụi con ra. Dạ ngoài. Đừng đi nữa, đi cảnh giác cực lắm. Bây giờ ráng nói cái chú mà chạy xe đó. Chạy đó là cái đường cũ đó con. Dạ. Nó rành đường lắm chú. Nó rành đường. Rồi chú về nha. Dạ tụi con về.